ơi, xin chào anh em. Thì hôm nay Nam sẽ có một cái con Winner X. Thì con này là cũng như cái combo trước thôi, nhưng mà nó đặc biệt một cái là cái xe của em trai này hôm nay là sẽ lên full là dàn heo trước tay thắng. Tay thắng hay Simboy. Rồi ở phía sau thì sẽ có là full một cái dàn gấp Magic Boy nè. Đó, và heo hai bit đối xứng với bass với lại gì phía sau luôn nha. Thì đây là nguyên một cái cơm lê mà ở phía sau cho các anh em có thể tham khảo mà đi kiển nè. Đây thì hiện tại Nam đang trong quá trình lắp ráp lên xe nè. Thì đối với mà các anh em mà đi cái combo này thì chúng ta nên đi dĩa là hai tấc tư nha mọi người. Bass đây là Nam đang xài là bass CC nguyên khối rất là dày. Đó, rất là dày luôn. Đó, rất là dày nha. Và gắn hoàn toàn như zin luôn. Cái này nó không kem lông đền hết nha mọi người. Đó, bỏ vô nè, xay nè. Đó, rất là nhẹ nhàng luôn. Dĩa là 2 tấc tư. Thì dĩa zin của nó nè. Đó, thì anh em lên dĩa 2 tấc tư để cho nó ăn, nhất là nó sẽ không có cạo vô mâm nè. Đó, bên Nam làm nè, không cạo vô mâm nha. Đó, gắn vô là không có cạo hết, gắn vô rất ok. Đó, thì nguyên combo nó sẽ bao gồm là cái gấp CNC nè, gấp dài Magic Boy với lại một cái con heo, một cái bát cộng với dầu bấm, một cái dĩa. Đó, ốc Salaya. Cái này là cái phần sau gắn hoàn toàn như zin. Mà Nam canh gì canh dầu luôn các anh em. Xay rất là nhẹ nhàng. Thì ở bên đây thì sẽ có là heo Fando Adeline Mod nha. Con này là Adeline Mod 4 bit nè. Thì cái con này là Nam đã review rất là nhiều rồi. Thì cái xe của bạn này cũng là trước là sẽ có bao giờ là một cái con heo nè, một cái bát nè, với lại một cái dây dầu ha. Đó, cái tổng thể nè. Để mình chia chung này, lần này nó vẫn là sẽ đi là cái tay RCB 4mm. Đó, bát rất là đẹp luôn. Đó, đây là tay thắng. Còn ở bên đây là sẽ có một phần tay côn. Tay côn nha. Mão thì lên mão chi bát. Đó, chứ nữa có hai cái đấm màu đen nữa để bỏ vô, mão chi bát nè, rất là đẹp. Rồi ngoài ra thì bên này lên thêm một cái cây phục IDS Z-Boss. IDS Z-Boss để nhúng nó êm hơn. Đó, cái này của Winner. Thì đặc biệt á, là cái dòng IDS Z-Boss này cho Winner á, xài cái gấp này á, là bỏ vô nó không bị cứng như chân nha mọi người. Đó, bỏ vô là xài nè. Tăng chỉnh chân phục nè. Đó, tăng chỉnh rất là êm. Bình dầu bạn. Phục này là màu xanh đi trong luôn của IDS Full Boss nè. Đó, cái hộp đó. Đó, cái hộp của IDS đó mọi người. Này là hàng chính hãng của Thái nha, đi rất là êm. Z-Boss nha. Và đặc biệt á, là thêm một cái này nữa. Nam sẽ quay sơ cái anh em trước là gấp dài thì mình lên cái sợi sơn như bình dân thì chúng ta có thể sơn lên cái sợi sơn X1R nha. X1R, đây sơn vàng. Thì cái này 132 mắt thì tổng có chừng 300.000 sợi à. Đó, thì các anh em có thể thay chung với lại cái này. Nè, quay bánh thử đi em ơi. Quay bánh cho anh thử đi. Thì sau khi mà lắp ráp nè. Đó, quay rất là nhẹ nhàng luôn. Đập thắng nè. Rồi, lại. Quay mạnh đi. Đó, đập thắng nè. Tiếp đi. Cái này là bánh zin nha mọi người, mà mọi người đi bánh nhỏ là nó còn nhẹ nữa. Đó, thì Nam gấp hoàn toàn như zin, không có chơi lông đền gì hết. Đó, bát rất là dày. Thì cái bát này á là nó dày. Cái rất kẹt quá rồi. Đây Nam lấy rước kẹt Nam đo cho mọi người nha. Thì cái bát này. Ở ngay vị trí này mọi người thấy là đó, cái bát là nó dài tới 16-17 ly lần nha mọi người. Đó, 16-17 ly lần. Đó, cái độ dày của nó rất là khiếp luôn. Thì cái bát như vậy á là nó mới dày mà nó chắc được. Để Nam đo bát zin nha. Cái bát zin nè, ngay cái vị trí này đi. Cái bát zin ở ngay cái vị trí này đi. Đó, 20 đúng không? Còn ngay cái chỗ rời nè. Đó. 15. Năm đo qua đây nè. Đó, thì mọi người thấy không? Đó, cái bát nè. Đó. Đi yên, đừng anh em quay, đừng có lắc. Đây, đó, mọi người thấy không? 17. Nó còn dày hơn zin nữa. Đó, và tay gắn hoàn toàn không chim lông đền nha mọi người. Đó, gắn lúc anh ly là phải vậy. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ bắt thẳng cái dĩa của thằng cái thắng vô luôn. Đó, thì nguyên combo này anh em có thể thích qua bên mình làm, gắn tại chỗ luôn nha. Còn đối với cái anh em mà đi xe nít đó thì chúng ta chỉ việc lên dĩa 220 thôi. Thì cái bát bên nào cũng có luôn. Đó, nguyên một cái vàng rất là đẹp tổng thể, gắn hoàn toàn như zin, không chêm lông đền và độ chuẩn rất là cao nha. Đó là phía sau, đây là phía trước. Rồi,
Tiếp theo nữa thì Nam sẽ có là một cây bô mới vừa hàng cổ bô cho các bạn này luôn. Đây là cái cổ titan titan nè, mới lên cho bô Win X. Thì bên Nam làm nó sẽ đẹp như vậy nè. Nó mới hàng nè. Mọi người nhìn thấy mới hàng không? Thì nước là nét và nó có luôn cái khâu chống xì luôn nha. Hàng vô trực tiếp cho các anh em luôn. Hàng xong rồi mài sơn cho nó liền lại và nó đẹp giống như vậy. Đó, để cho anh em đi kiển không? Đi kiển mà. Nó đẹp giống như vậy. Đó, chúng ta đi kiển được rồi. Rồi. Vậy là bây giờ cái xe này bây giờ là lên nóc xe la da nữa. Đang lên được mới rồi nè, chỉ lên đỏ. Bây giờ lên nữa là sẽ rất đẹp. Rồi bây giờ mình tiến hành nâng cấp cái bô lên nha. Đó, xíu nữa xong rồi Nam sẽ quay tới nha xem. Rồi, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay á là Nam gắn xong cái full cho cái chiếc Winner X này. Thì nguyên cái combo nó sẽ bao gồm là tay thắng nè, rồi bao tay nè, gù nè, rồi heo, full heo, dây dầu, bắp trước, và cái đó là một cái cổ bô titan. Đó, bô titan với khâu chống xì. Và tiếp theo nữa là một cái cây phuộc ISS Seabot nha, ISS Seabot của Thái. Thì cái cây này là của Thái. Và cái này nó là Nam sẽ lên luôn là một cây gấp Magic Boy, gấp dài Magic Boy nè. Rồi full nó là một con heo. Thì con heo này là heo Hybrid Alien Mod Hybrid nha, Rambo. Đó, đi chung như dây dao bấm luôn. Đó, bát CNC dày. Và tiếp theo nữa là một cái dĩa. Dĩa này dĩa H240 nha mọi người, để chung chúng ta gắn vô không bị cạm mâm và ăn hết bốn luôn. Rồi, thì qua tiếp theo đó là Nam sẽ lên full cái dàn ốc Salaya cho em trai này luôn. Đây, ốc Salaya nè, cùng với lại lông đen đỏ. Đó, rất là sáng đẹp luôn. Full nó lốc máy luôn, nắp nhớt luôn nè. Đó, full hết luôn. Và ngoài cũng trước cũng full ốc Salaya với lại lông đen đỏ luôn. Rất là tươi. Đó, thì trước tiên Nam sẽ quay sơ cho mọi người nha. Và kèm nó là một cái mẫu Z-Bass. Mẫu Z-Bass nè, gắn lên nè. Rồi, đây là bên đây là tay côn nha. Cút trước, cút sau đây là full Salaya hết. Rồi, đây là mâm lửa nè. Mâm lửa Salaya. Đó, mẫu Thái. Đó, rất là sáng đẹp luôn. Rồi, bên đây là cái hướng của thằng phụng ISS Seabot nè. Thì trước tiên Nam sẽ quay sơ nha. Quay sơ tổng thể cho các anh em xem. Đó. Dùng mica dày để mà chúng ta chắn được vô cái phụng, giúp cho cái phụng không bị dơ nha, bền hơn. Và tiếp theo nữa là đây là cái hình dáng của cái cấp Magic Boy nè. Khi mà chúng ta ngó bên này qua nè. Đó, rất đẹp luôn. Năm hai hết full hốc xe la da rồi mọi người, lông đèn đỏ nè, sên X1R. Thì do bạn này á là đen đi là cái bộ nhông dĩa còn mới quá cho nên là thầy tạm lại cái dĩa với cái nhông nha. Thì tay cho sên này vô, sên này nó rẻ, nó chừng 300 sợi à. Đó, mấy bánh nè, rất là nhẹ nhàng mượt mà luôn. Đập thắng giùm các em ơi, sơn nè, để mình quay bánh lại thử nè. Đây là cái phần heo sau nè, đập thắng đi. Đó, rồi buông đập. Đó, rất là nhẹ luôn. Cái này nè, còn đừng đập nha. Đó, để nó quay nè. Rất là mượt luôn. Rồi, thì bây giờ để đi sâu vô ha. Quay từ phía bên trên xuống trước đi. Thì hôm qua em này là lên trước bên mình là full cái dàn tay nè. Dàn tay thắng RCB hai bên. Bên đây là tay Racing Boy S1 màu bạc nha mọi người, 14mm. Thì cái tay này công dụng nó sẽ êm hơn. Với lại bóp nó phù hợp với lại đẩy được bít tông của con 4 bít phía dưới nha. Đó, thì đây là cái tay bên trái và bên đây là cái tay côn bên phải. Đó, rất là đẹp luôn. Mà nó có chống gãy luôn nha mọi người. Chống gãy và nó có tăng chỉnh luôn. Tăng chỉnh gần xa nè. Đó, tùy theo mọi người. Tiếp theo đó là Nam sẽ khoét cái phần này đó, nhìn rất là đẹp luôn. Duy luôn. Và đây thì Nam xài một cái que kẹp titan nè để cho nó ôm vừa đủ, không có bị cao. Như là cái chiều cao của nó là vừa bằng và nó chơi được luôn cái lỗ này. Nhìn cái xe mình nó sẽ dễ nhìn hơn, nó không bị quá cao ha. Nhìn nó, chúng ta lắp từ cái kiểu này, nhất là nó sẽ che được cái lỗ này. Cái thứ hai là nhìn nó cân bằng chiếc xe, nó không có bị xấu. Đó, còn bên đây thì bạn trai này là dùng cái cặp bao tay của ProGrip. Thì cái này là của Ý nha mọi người. Đó, rất là êm. Cắt tay, cái kiểu dáng rất là đẹp luôn. Đó, và nó được trang bị thêm là một cái cặp gù Salaya nè. Thì xe này đi full Salaya nè, Salaya mẫu Thái, nhìn rất đẹp sáng luôn. 3.4 không bị xét nha. Đó là cái phần mà trước nè, mão Z-Bass. Thì cái mão Z-Bass này á là hiện tại là Nam bị công ty nó giao qua thiếu hai miếng này, cho nên là nhìn nó như vậy mọi người. Nhưng mà đúng của nó ra là nó sẽ có hai miếng màu đen để ụp lại nha. Thì sau khi mà gắn lên xong thì nó như vậy, nhìn nó sẽ đẹp hơn đúng không? Nhìn chúng ta cảm giác nhìn nó sẽ ok hơn đó. Thì nợ bạn này hai miếng này ha. Đó, còn mọi thứ chúng ta gắn lên xong nó như vậy, rất là đẹp.
Rồi giờ xuống dưới đây đi. Thì cái đây là chúng ta sẽ có được là một cái cọng dây dầu nè, dây heo nè, và đầu đầu ơ đó, bấm vô cho con Adeline Morfando. Bánh này bánh 267, thì hiện tại là bạn này là sẽ đi tạm trước cái dĩa này nha, cho còn mới thì mai mốt như có điều kiện là sẽ thay được một cái dĩa Rambo. Thì cái dĩa 267 hiện tại vô là nó sẽ ăn hết được cái bố này luôn, nhưng mà cái này nó còn mới quá thì bạn này mai mốt để đợt sau sẽ thay cái dĩa sau ha. Đó là bao gồm cái phần full này là sẽ có dây dầu nè, bát nè, dây dầu bát nè, heo nè. Đó, như chúng ta muốn xài chi phí chưa có thì chúng ta đi trước dĩa duyên này cũng được, xài vẫn ok mọi người. Còn mốt chúng ta có điều kiện chúng ta lên cái dĩa 267. Thì hiện tại của cái bố này nè, đó thì mọi người thấy không, nó nằm ngay đây đó, ngay lần lần này nè, để nó ăn cũng được rất là nhiều. Thì nó bị hụt xíu như đây nè, ở phía bên trong này thôi. Chúng ta việc lên dĩa 267 là nó ăn sẽ hết toàn bộ cái bố này, thì cái đó là cũng rất ok nha, không có tới nỗi nào hết. Đó là một cái cách mà anh em xài để chi phí tiền đó. Và tiếp theo nữa là mấy ngóc Salaya này thì nó rất là sáng không, thì nói chung năm sẽ quay sơ qua và để mình lướt qua thôi nha, để cho vô cái phần chính. Và tiếp theo là cái phần cổ bô nè, đây là cái phần cổ bô titan. Thì cái phần cổ bên Nam đặc biệt á là cái phần ở trên đây Nam sẽ để là mặt định nó là màu trắng nha, Nam không lên màu trên đây để cho cái Nam có thể tự ý chạy và nó sẽ tự cảm nhận được là nó lên từ cái đoạn này cho tới cái khúc dưới đây. Tại vì khúc lên màu nó sẽ lên khúc này nha, còn như ở dưới đây nó sẽ không có được lên nè, không lên được cho nên là Nam sẽ lên sẵn đó. Thì cái món hàng của nó hồi nãy Nam để bên ngoài, nó quay sẵn cho mọi người rồi nha. Thì trời hơi tối nên nhìn nó cũng hơi tối một chút, nhưng mà khi mà ra sáng rất là sáng luôn, rất là đẹp đó. Thì cái này là cổ 32 dành cho chiếc xe Winner X Zin, nó đi nó không bị hợp. Thì bên Nam làm mà có khâu, có cái khâu chống xì luôn nè đó, hàng vô sơn phết rất là đẹp, đẹp đạt luôn, cái Nam đi kỹ nha. Rồi thì tiếp theo ở phía dây thì một cái bình dầu đem bầu khói và dây dầu bấm. Thì ở trên phía trước là dây dầu bấm không, thì phía sau nó đi dầu bấm luôn, bấm vừa đủ nè đó. Đi xuống dưới đây để mà chúng ta vô được cái con heo này đó, heo rất là đẹp luôn, Adeline Mod Rambo. Thì cái con này vẫn là chính hãng Adeline nha mọi người, xoay bánh nhẹ nhàng mượt mà. Cái này năm canh cho anh em là không có một con lông đền nào nha, bỏ vô là gắn hoàn toàn như zin luôn, vẫn xài là cục canh zin luôn. Và cái bát này là nó theo cái chuẩn của cái bát zin luôn đó, mà nhưng mà cái đây chúng ta không cần phải hất lồng hết, chỉ cần bỏ cái đĩa này vô là xài thôi. Heo nè, dây dầu nè, bát dày nè, với lại một cái dĩa SH đó, chúng ta làm rất là bài bản. Thì gắn hoàn toàn zin, không có chế bất cứ gì hết, xoay nè rất là nhẹ. Đặc biệt anh em lưu ý một điều, dĩa zin mà xài mâm zin mà gắp cái con heo này vô cái bát 220 là nó sẽ bị cạ mâm liền nha mọi người, nó bị cạ cái phần này nè, đây mọi người thấy không. Thì ví dụ như là cái bát này là 240, nhưng mà mọi người bỏ cái con heo này vô nè, nó này nó hở được xuống dây nè, nhưng mà nếu mà khoảng cách này nó có mười mấy mm nè, thì ví dụ như anh em xài bát 220 đi là cái phần con heo này nó cạ đi liền. Thì chúng ta chỉ có một cách là vớt cái mâm, mà vớt mâm thì nó rất là xấu và nhìn thấy nó sẽ không có chuyên nghiệp nha, nên là chúng ta không nên xài cách đó. Lên dĩa 240 nè, đó là chúng ta bỏ vô là xài thôi. Vivo làm cái gì cũng vậy, nó bài bản rất là đàng hoàng, bát dày xài rất ok. Và đặc biệt á, cái bát này á là Nam xài thẳng vô trong cái gắp luôn nè, thì trong cái gắp này có một cái gờ, Nam xài thẳng ở đây luôn, chứ không có phải là làm cái bát mà kiểu như chỉ bắt ở hai cái ngàm ở đây đúng không, chỉ là bắt thắng cặp nó lỏng. Chúng ta mà xài thẳng vô trong đây luôn á thì nó sẽ chắc nè, mà nó có luộc cái đường tăng đưa của nó ra vô luôn, sẽ rất là ok cho cái bát này. Ta xài lâu dài gấp zin vẫn được, nhưng mà gấp nhôm vẫn được luôn nha. Đó là cái phần bát heo này. Rồi ở đây thì cái gấp thì hình dễ này nó quá đẹp rồi. Thì cái này là chuyên dành cho cái anh em mà đi kiển nha, gấp này màu đen, nó có màu xám với màu bạc luôn, thì tùy anh em thích, là màu nào cũng có hết á. Này gấp V1, gấp này 1950 nha. Rồi thì gấp đẹp nè đó, cho xe nó ok hơn. Rồi bên này thì Nam sẽ có một cây đặc biệt là cây ESG Boss. Thì cái cây này cái công dụng của nó như thế nào, thì cái dòng này nó, nếu mà nói ra thì nó sẽ rất là êm, nhúng rất êm mọi người, dịu. Và đặc biệt đó là nói với cái Nam khoảng chừng 60 kg, 60 mấy kg chúng ta đi cái này cảm nhận nó rất là ok luôn, nó mượt mà cái độ đi bao của nó lên xuống rất là ok nha. Thì nó có một cái khuyết điểm đó, nếu mà cái Nam mà đi cái gấp zin thì ở đây nó có hai cái gờ của nó nè, cái chỗ này của cái chân phuộc á, thì nó sẽ bị khi mình nhúng xuống nó sẽ do cái bộ đèn hơi bự, thì chúng ta phải khoét mẹ một xíu vô gấp zin nha để cho nó không bị. Còn nếu mà anh em đi cái gấp nhôm này nè, thì cái chỗ này là nó không bị dướng gì hết á, cho nên là chúng ta xài có thoải mái, không cần khoét gì luôn, vô tư xài cái IDS luôn nha mọi người. Đó, nhúng rất ok. Rồi thì tiếp theo nữa là mấy kia là phần ốc Salaya, thì thôi cái đó năm quẹ lướt sơ thôi nha. Đó, tổng tải một chiếc xe như vậy. Ở đây là cái phần
cái phần mình sẽ báo giá tổng cho các em nha. Em anh nhờn cái lấy ngóc bắt vô đây. Cái đây Nam sẽ báo giá công khai cho anh em có thể xem luôn. Thì đây là cái tổng thể mà. Ủa em ơi, cái bia hôm qua em còn giữ không? Cho anh mượn coi. Cái bia là mấy giờ? Anh đâu có chụp em không? Chụp cái bia là làm sao? Bia trên là 5.9 mấy chục. 5.9 đúng không? Rồi ok. Thì cái xe này của em này hôm qua là làm cái phần là tay trước nè. Cái cặp tay thắng trước nè, đó một cặp tay thắng nè, cặp bao tay nè, gù nè, rồi heo, bát, dây dầu, với lại vài cái món đồ lặt vặt như ốc chính nữa đó. Thì luôn công hết luôn thì nó gặp cái chừng là 5.9 nha. Đó là hôm qua Nam làm hết luôn luôn cho phần trước rồi. Còn hôm nay thì Nam sẽ quay cho các anh em xem về cái phần phía sau nha, để cho các anh em tham khảo giá luôn. Thì đây là cái xe tổng thể của hôm nay làm nè. Thì nó Nam sẽ có là một cái con heo Rambo Hybrid nè, Alien Mod Rambo, Maxin siêu dày nè, dây dầu bấm nè, các Magic Boy V1, Sơn X1R, rồi cái DSH nè, cổ bô Titan, rồi phuộc IDS Z-Bot nè, Mika dày, canh bánh, rồi mão Z-Bot nè, ốc tán nè, đó còn lắp dầu thắng nè. Còn bên đây thì Nam sẽ có tính luôn là cái phần ốc riêng. Đó, thì tổng hết chi phí lên cho cái xe này hôm qua đến giờ full hết đầu đến cuối luôn. Thì xe này từ hôm qua đến giờ á, hôm qua khi bước qua bên mình đó là chỉ là một chiếc xe zin thôi, chưa có bất cứ gì hết nè mọi người. Còn khi mà qua bên mình xong á thì hôm nay là tổng bill là 13.6 triệu và hôm qua là 5.9 triệu cho 6 triệu đi. Thì xe này nó tính hết luôn tổng cộng là khoảng chừng 19.5 triệu nha mọi người. Là mọi người sẽ lên được hết full luôn, là bao gồm cặp tay nè, 19.5 triệu là sẽ bao gồm là cặp tay nè. Rồi mão nè, bao gù, ta lái nè, full nóc Salaya nè, heo trước nè, bát dây dầu nè, và full nóc lốc máy, full lông đền luôn, full cốp trước, cốp sau và cốp phuộc. Rồi lên full luôn cái dàn heo sau luôn. Rồi lên gấp luôn, lên được cái phuộc IDS Z-Boss luôn, tất cả đều là hàng xịn hết. Thì các anh em có thể đi nha. 19.5 triệu là luôn công hết luôn. Để anh em có được một chiếc xe giống như vậy. Thì nói chung tất cả đều là hàng xịn, đi lâu dài và độ chuẩn rất là cao, các anh em có thể yên tâm mà xài nha. Rồi. Thì anh em nào thích thì có thể mà qua bên mình. Còn không anh em ở xa thì có thể là Nam sẽ gửi hàng tận nơi cho anh em ráp. Thì tất cả những cái thứ này đều ráp như zin hết nha. Thì quá trình hôm qua Nam làm là 2 tiếng và hôm nay là nhận xe lúc 6 giờ và giờ là 9 giờ tối nè. Thì là tổng xe này làm là từ đầu đến cuối luôn là 5 tiếng đồng hồ. Luôn hàng cổ bô Titan luôn. Đó là 5 tiếng từ đầu đến cuối. Thì như các anh em mà sắp xếp qua làm là trong vòng nửa ngày là chúng ta sẽ thể nhận được chiếc xe giống như vậy nha. Đó thì anh em thích thì có thể liên hệ với Nam với số điện thoại là 090 234 8441 nha. Cảm ơn em rất là nhiều.